Xin chào tất cả các em. Video tiếp theo trong bài học số 7, cô xin giới thiệu đến các em đó là phần viết, kỹ năng viết. Và với kỹ năng viết ngày hôm nay, mình sẽ tìm hiểu về cấu trúc của một bài diễn văn. Nó gồm có những cái đặc điểm cấu trúc như thế nào. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về điều đấy. Hãy quan sát lên màn hình của cô nhé. Chúng ta có thể thấy những bức hình như sau. Có một quý bà đứng trước một cái bục trên một cái sân khấu ha, có lẽ đây là một cái buổi hội thảo nào đấy, bà ấy đang diễn văn được chưa nào. Hoặc là cô có hình ảnh như thế này, trong ngày thành lập trường của một trường đại học thì thầy hiệu trưởng cũng đứng lên phát biểu, đúng không? Đây là một bài phát biểu, bài diễn văn. Hình ảnh tiếp theo mình cũng có thể thấy ha. Các em quan sát những bức hình này. Và he is making a speech. Vậy thì mình có a speech ở đây, có nghĩa là bài diễn thuyết hoặc là cái bài phát biểu của một ai đó trong một cái dịp nào đấy. Vậy thì bài ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu cấu trúc của một cái gọi là speech. Trước khi vào tìm hiểu cấu trúc, cô sẽ cung cấp cho các em một số từ vựng liên quan đến bài học. Từ đầu tiên mình có từ sum up. Ở đây là động từ sum up, có nghĩa là tóm lại ha. Mình tóm gọn lại nội dung chính thôi. Tiếp theo cô có từ attention. Mình hay có câu là thanks for your attention, hoặc là từ pay to attention, có nghĩa là chú ý, sự chú ý của một ai đó. Từ tiếp theo detail. Detail ở đây có nghĩa là chi tiết ha. Mình sẽ đi vào chi tiết. Thay vì tóm tắt lại ý chính, mình sẽ đi vào một cái chi tiết nào đó. Draft. Trước khi mà các em viết lên một bài văn ha, hoặc là các em soạn thảo một cái gì đó, thì mình sẽ thực hiện cái này gọi là draft, có nghĩa là bản nháp hoặc là bản phác thảo trước nội dung, định hình trước mà mình sẽ phải làm điều gì. Solid là một tính từ, nó mang nghĩa là thuộc cái trạng thái ở thể rắn. Solid. Vậy là cô vừa cung cấp từ vựng cho các em. Vậy thì hãy tìm hiểu xem how many parts are there in a speech? What are they? Có bao nhiêu phần trong một cái bài thuyết trình, bài diễn văn ha, hay là bài phát biểu, và chúng là những phần nào? Vậy thì để biết được những phần nào, các em có thể kết hợp trong việc quan sát trong sách giáo khoa. Có câu trả lời. A speech usually has three parts. Introduction, body and conclusion. Vậy thì mình cùng đi vào đặc điểm của ba cái phần này trong một bài thuyết trình. Rồi, hãy thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Mark x parts of a speech in a column A with a suitable function in column B. Hãy nối cái phần ở cột A. Cột A của mình có nè introduction, body, conclusion với function ở cột B. Mình có các function như sau: A. Summing up what you have said. B. Getting people's attention and telling them what you are going to talk about. C. Giving details in easy to understand language. Cô sẽ dịch nghĩa các phần này cho các em nghe. Đầu tiên, đó là việc tóm lại những cái mà bạn đã nói. Thứ hai, hãy làm cho mọi người, hãy chú ý ha, tạo sự chú ý của mọi người và nói cho họ là bạn sẽ đang nói về điều gì đó. Và câu 3, cung cấp cái chi tiết bằng cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất có thể, được chưa nào? Vậy thì bài này có nghĩa là để mình vừa thể hiện ý kiến của mình, cho nên buộc là mình phải làm cho người khác hiểu. Vậy thì tương ứng với những cái phần ở cột B này sẽ đi vào với phần nào ở cột A? Phần 1 mình có từ introduction. Introduction có nghĩa là phần giới thiệu. Thường ở phần giới thiệu mình sẽ phải nêu ra cái vấn đề mà mình sẽ nói, đúng chưa nào? Vậy thì đầu tiên khi bước vào một buổi phát biểu ở trước một đám đông thì mình sẽ phải thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó phải nói cho mọi người nghe là mình sẽ đang chuẩn bị nói về điều gì. Vậy câu số 1 mình sẽ nói với câu B, được chưa nào? Introduction là
thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó nói cho họ biết là mình sẽ chuẩn bị nói điều gì, đúng chưa? Phần 2, body, chính là phần thân. Phần thân này rất là quan trọng bởi vì mình sẽ phải đi vào nội dung chi tiết cái mà mình sẽ nói để thuyết phục người nghe. Vậy thì chỗ này mình sẽ nối với câu C, giving detail to easy to understand language. Được chưa nào? Và phần cuối cùng đó là phần kết luận, conclusion, chính là sum up, là tóm lại những cái mà mình vừa nói. Vậy là cô vừa mới giúp các em hoàn thành bài tập A, nói về cái cấu trúc của một bài thuyết trình. Mình sang tiếp phần thứ hai, các em có thể nhìn lên đây. Đây là Professor Roberts, giống như trong sách giáo khoa mình chuẩn bị tìm hiểu, một buổi diễn văn, một buổi thuyết trình của giáo sư Roberts. Rồi, phần B người ta yêu cầu mình làm gì đây? Put the following sections in the correct place to complete a speech. Các em hãy đặt đúng cái phần vào vị trí đúng của cái bài thuyết trình này, bởi vì trong bài học người ta cho mình ba phần này chưa đi theo cái cấu trúc giống như mình vừa mới tìm hiểu ở phần A, đúng chưa nào? Rồi, câu số 1. If you follow the simple rules, not only will you save money but also the environment will be cleaner. Nếu như mà bạn thực hiện theo những cái rule ở đây có nghĩa là những cái luật lệ ha, đơn giản, quy tắc đơn giản, thì không chỉ là bạn tiết kiệm tiền mà còn làm cho môi trường trở nên sạch sẽ hơn. Số 2, most of us use too much gas. You can reduce this amount by traveling by bicycle or public transport. Having a mechanic check your motorbike regularly. Hầu hết chúng ta sử dụng quá là nhiều cái khí đốt mà bạn có thể giảm thiểu cái lượng đó bằng cách là đi đi lại bằng cái xe đạp hoặc là phương tiện công cộng, hoặc là nhờ những cái nhân viên kỹ thuật kiểm tra xe của mình định kỳ. Number 3. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Professor Roberts and tonight I'm going to tell you how to save money. Xin chào buổi tối, quý ông, quý bà, chào tất cả quý vị ha. Nói chung là như vậy đó. Tôi là giáo sư Robert và tối nay tôi sẽ nói cho mọi người cách tiết kiệm tiền. Vậy thì trong ba câu người ta cho, mình sẽ lắp ráp nó theo cấu trúc introduction, body and conclusion. Vậy thì ở phần introduction, câu nào là câu thu hút sự chú ý của mọi người và chuẩn bị nói về điều mà mình sắp nói? Chính là câu số 3, đúng chưa nào? Sorry. Mình làm miệng trước đi ha. Đầu tiên là chào mọi người, sau đó mình sẽ nói về vấn đề là mình cần nói ở đây, đó là how to save money. Ở đoạn số 2, nói về chi tiết cách tiết kiệm tiền, đó chính là câu số 2, đúng chưa nào? Nói về cách để giảm cái việc sử dụng gas, được chưa? Và câu cuối cùng chắc chắn là phần sum up, vậy thì mình sẽ đi theo thứ tự. Số 1 là conclusion, số 2 là body and number 3 introduction. Vậy là mình vừa mới nối cái bài này. Các em hãy ghi lại cái thứ tự đúng cùng với việc viết lại bài này cho đúng, vừa giúp các em học từ và vừa học được cách mà mình sẽ trình bày một cái bài nói. Mình sang phần tiếp theo. Đây là phần cô đã viết lại đầy đủ cho các em. Các em có thể tham khảo bài ở trên màn hình. Thực ra thì cũng là giống như nội dung trong sách giáo khoa, cô chỉ đảo các vị trí cho đúng thôi ha. Rồi, mình đến với phần tiếp theo. Number C. Choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. These ideas in the columns may help you. Vậy thì bây giờ mình sẽ chọn một topic và chuẩn bị một bài nói cho các bạn ở trong lớp. Ở trên đây mình có 3 topic lận ha. Topic ở đây là chủ đề ha. Rồi, A. Reducing garbage. B. Reusing paper. And C. Saving energy in the kitchen. Rồi, với nội dung đầu tiên, mình sẽ giảm thiểu lượng rác thải bằng những cái hành động gì đây? Collect plastic bags.
Not keep solid ways with food waste. Put different kinds of waste in different places. Những cái này rất là dễ hiểu rồi. B. Have a separate waste bucket for waste paper. Keep sheets with single printed paper for trapping. C. Turn off the lights. Preparing food carefully before turning on the stove. Keep refrigerator door closed. Rồi ở cái phần A này mình sẽ thu thập lại những cái túi túi rác ha. Sorry, túi bằng nhựa, túi ni lông á. Không giữ những cái rác thải rắn không để chung ha, không để chung những cái rác thải rắn và những cái rác thải từ cái việc mà mình ăn uống còn dư ra. Rồi, đặt những cái rác thải khác nhau ở những cái địa điểm khác nhau. Còn việc sử dụng giấy như sau, có sự phân chia ha, mà đối với những cái loại giấy mà mình đã sử dụng rồi đó, hoặc là giữ lại những cái giấy một mặt để làm nháp. Còn đối với việc tiết kiệm năng lượng ở trong bếp, mình có thể tắt những cái bóng điện mình không cần. Chuẩn bị thức ăn trước khi mà mình bật bếp nấu ha. Và luôn luôn đóng cửa tủ lạnh khi mà mình đã sử dụng xong rồi. Đó là những cái topic mà mình sẽ chọn để tạo ra một cái bài nói. Bây giờ cô sẽ gợi ý cho các em với mỗi cái bài này mình sẽ nói như thế nào ha. Đây là một bài ví dụ cô đưa cho các em tham khảo. Ngoài cái việc đó ra, các em có thể thay đổi cái câu từ của mình. Rồi, đầu tiên là vấn đề reducing garbage. Good morning everybody. I am, cái này cô lấy ví dụ tên là Liên ha. Còn các em có thể thay tên của mình vào. And today I am going to tell you how to reduce garbage. Most of us reduce too much garbage every day. You can reduce this amount by collecting plastic bags, not keeping solid waste with food waste, putting different kinds of waste in different places. If you follow these simple rules, not only will you reduce garbage, but also keep the environment cleaner. Đây là bài đầu tiên với chủ đề là giảm thiểu lượng rác thải. Chủ đề thứ hai, reusing paper. Good afternoon, I'm Ba, and today I'm going to tell you how to reuse paper. Most of us produce too much paper. You can reuse paper by having a separate waste bucket for waste paper. Keep sheets with single printed page of wrapping. If you follow the simple rule, not only you will reuse paper, but also you will save money. Và topic cuối cùng đó là việc saving energy in the kitchen. Good evening, ladies and gentlemen. I am Ba, and tonight I am going to tell you how to save energy in the kitchen. Most of us waste too much energy in the kitchen. You can save this amount by turning off the lights, preparing food carefully before turning on the stove, keeping refrigerator doors closed. If you follow these simple rules, not only will you save energy, save money, but also your appliances can work effectively. Vậy là cô vừa mới gợi ý ba cái nội dung trong phần bài này cùng với ba bài nói. Các em có thể thay thế một số từ vựng hoặc là cách sử dụng cấu trúc khác theo ý của mình để có được bài nói của mình một cách trôi chảy trước lớp. Chúc các em học tốt và hãy đón xem những video sau của cô nhé. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.